nào bác thấy chúng mày á, nhòm ngó vào cái cửa hàng của bác. Cháu, em cháu thích bộ váy của bác nên bọn cháu nhìn thôi mà, bọn cháu có lấy đồ đâu bác, bọn cháu đi bán hàng kiếm tiền mà. Tưởng giữa chợ là mình phải trèo ngang trèo ủa? Mới đi được. Chào anh, cho tôi hỏi anh có phải là lò văn thỏ không ạ? Nhưng mà tôi hỏi là tại sao đường quang này đi không ai nhìn cái chùi gốc cây nhỉ? Tôi không nhìn thấy cái đường, tôi thấy một cái cây thì tôi xuyên qua cây vào đây cho nó gần. Anh có việc gì đấy anh ơi? Anh là nó văn thỏ đúng không? Đúng rồi, tôi là nó văn thỏ đây. Chiếc túi này có phải của anh không? Sao bộ nào hả em? Kia. Bộ màu hồng đấy à? Đẹp thế nhờ, bộ quần áo này là chị em mình mặc tết chắc xinh lắm nhỉ? Chị sẽ cố gắng đi bán hàng để lấy tiền ra mua cho em nhé. Ngoan lắm, bây giờ chị đưa em đi học nhá. Vâng ạ. Đi nha. Còn mà hôm nay em nghỉ hè mà. Nghỉ hè nhưng mà em đi học hè để chị có đi bán hàng. Hôm nay đi học có vui không? Em có. Thế chơi nhiều đồ chơi không? Em có. Thế hôm nay bạn thân của em có đi học không? Có. Thế hôm nay chị cũng bán hàng được nhiều lắm nên là chị đón em sớm đấy. Chị sẽ cố gắng để dành tiền nhá. Chị sẽ cố gắng mua cho em nhé. Em có thích bộ này không? Đấy đúng không? Vâng ạ. Này, con bé kia. Nó ngó cái gì đấy? Dạ, cháu. Em cháu rất thích bộ quần áo của nhà bác nên bọn cháu nhìn thôi mà. Ngày nào đi quang thấy nhổ ngó vào đây, định ăn cắp hả? Ăn trộm à? Vâng bác ạ. Khi nào có tiền thì chị mua cho em nhé. Nhìn gian lắm cơ. Ai, bánh kẹo đồ chơi nào, bánh kẹo ngon đấy ạ. Có ai mua không ạ? Chắc là có nhiều đồ lắm đấy. Để xem nào. Wow. Trời ơi, có cả điện thoại nữa. Trời ơi, mình phải đắm vào thôi. Chiếc túi này á, mình mà có mình có thể mua được quần áo cho em mình. Nhưng mà nếu ai làm mất cái này á thì người ta cũng rất là lo. Thôi được rồi, mình sẽ mang đi á, mua cho chú bảo vệ để chú trả lại người đã mất. Ai mua bánh kẹo không? Ai mua không? Này, bây giờ ra đi bán với chị thôi không? Hai con bé kia. Bác ơi, có chuyện gì ạ? Chị em cháu đi bán hàng mà. Có phải hai đứa lấy trộm cái túi của bác không? Không ạ, chị em cháu đâu có lấy đâu. Em có cầm của bác không? Em không. Lúc đấy em đi học mà. Ngày nào bác thấy chúng mày á, nhòm ngó vào cái cửa hàng của bác. Cháu, em cháu thích bộ váy của bác nên bọn cháu nhìn thôi mà, bọn cháu có lấy đồ đâu bác. Bọn cháu đi bán hàng kiếm tiền mà. Đúng rồi. Đúng hai đứa cháu là lấy đồ của bác rồi. Bác ơi, không phải chị em cháu đâu. Lôi lên phường bây giờ. Không phải chị em cháu. Trời ơi, sao cái nhà này trồng cái cây giữa đường giữa chợ là mình phải trèo ngang trèo mới đi được. Chào anh. Cho tôi hỏi anh có phải là lò văn thỏ không ạ? Nhưng mà tôi hỏi là tại sao đường quang này đi không ai nhìn cái chùi gốc cây nhỉ? Tôi không nhìn thấy cái đường, tôi thấy một cái cây thì tôi xuyên qua cây vào đây cho nó gần. Anh có việc gì đấy anh ơi? Anh là nó văn thỏ đúng không? Đúng rồi, tôi là nó văn thỏ đây. Chiếc túi này có phải của anh không? Đúng rồi, chiếc túi tôi làm rơi đúng hôm trước. Không phải anh làm rơi đâu anh, đấy là hai đứa bé này nó đã nhặt được và đưa cho tôi để mang đến trả cho anh đấy. Chết rồi, tôi có lỗi rồi. Tôi lại đổi giật cho hai cháu là lấy trộm túi của tôi. Đấy, không phải đâu, hai cháu nhặt được túi và đưa bàn ra cho tôi để tôi trả lại anh. Bây giờ tôi gửi lại anh nếu là đúng là túi của anh. Cho tôi xin đúng túi đấy, đúng túi của tôi rồi. Chào anh. Chào đồng chí. Tôi phải đi làm nhiệm vụ đấy. Chào đồng chí nhá. Đi qua đây. Rồi. Bác ơi, không phải bọn cháu đấy chưa? Bác tìm cái túi rồi các cháu ạ, đây này. Anh công an vừa đưa cho bác mà, hai cháu nhặt được túi của bác. Vâng, đúng rồi, sáng nay cháu đi cháu nhặt được cái túi này ở đường đấy bác. Thôi bác xin lỗi các cháu nhá. Vâng ạ. Nghỉ ngơi xong là thích bộ váy nào bác sẽ cho các cháu một bộ nhá. Không cần đâu bác ơi, bọn cháu nhặt được thì bọn cháu phải trả người đánh mất thôi. Anh em cháu, chị em cháu sẽ để dành tiền cuối năm và bán cho hai chị em cháu nhá. Tôi vào nhà cho cháu. Vâng ạ, vào nhà nhá. May quá, không phải là mình lấy. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình.